Xin chào tất cả mọi người, lại là Phước Sửu đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu sẽ đưa đến cho quý vị một siêu phẩm, một căn hộ cực kỳ cao cấp, tọa lạc trên cung đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Và căn hộ mà Phước Sửu muốn đưa đến cho quý vị là một căn hộ với tổng diện tích là 95m². Và bây giờ mình vào sảnh thang máy nha. Xem cái sảnh thang máy thôi mà cũng đã xịn sò và không gian khá thoáng mát, để quý anh chị biết đây là một căn hộ cực kỳ cao cấp. Bên trong của căn hộ thì gần như là hoàn thiện cơ bản, với một cái tầm view cực kỳ xịn sò luôn. Đây là gian bếp cả nhà. Với gian bếp này chủ nhà đã đi co đầy đủ hết rồi, cực kỳ gọi là nội thất cực kỳ cao cấp. Quý anh chị có thể là vào là có thể là sử dụng ngay. Đây, những thiết bị hút mùi và những cái vòi rửa chén cực kỳ sang trọng ha. Bây giờ là cái gian phòng ngủ đầu tiên mà Phước Sửu muốn giới thiệu với quý anh chị, là một cái gian phòng ngủ với tầm view nhìn về cung đường Nguyễn Văn Linh và các ao cá Bác Hồ, phường Tân Thuận Tây ha. Một không gian cực kỳ là thoáng mát và xanh ha. Rồi bây giờ mình vào cái gian phòng ngủ thứ hai. Trước khi vào gian phòng ngủ thứ hai thì mình đi qua một cái toilet sử dụng chung cho hai cái gian phòng ngủ này. Đây, toilet này là khá đầy đủ rồi, có bồn tắm đứng, có máy massage và thương hiệu là Duravit nha, thương hiệu khá xịn sò. Và cái tầm view thứ hai cũng tương tự như vậy, cũng nhìn về cung đường Nguyễn Văn Linh. Và ở đây thì chủ đầu tư có trang bị đầy đủ những cái thiết bị như là máy lạnh nè, rồi là cửa gỗ chống cháy ha. Và bây giờ một cái gian phòng ngủ thứ ba, một gian phòng ngủ gọi là master bedroom. Đây, trước khi qua gian phòng ngủ thứ ba thì mình nhìn về cái lô xa, nhìn về công viên Hương Tràm, là một công viên cực kỳ xịn sò của dự án Eco Garden. Với cái lô xa này mình có thể là phơi đồ hoặc là để cục nấm của máy lạnh. Và đây là cái phòng ngủ master bedroom mà khi nãy Phước Sửu nói ha, nhìn trực diện về công viên nội khu, nhìn xuống công viên, sau này là hồ bơi Hương Tràm cả nhà ha. Ở đây thì một cái tầm view khá rộng rãi, và đặc biệt của cái phòng master bedroom này á, thì có cái toilet nằm bên trong luôn. Rồi bây giờ mọi người cùng Phước Sửu vào bên trong xem cái gian phòng ngủ này á, là có cái phòng toilet như thế nào. Wow, là một cái bồn tắm nằm cực kỳ xịn sò, máy massage và những thiết bị vệ sinh Duravit là cực kỳ thông minh và xịn sò này luôn. Với cái gian phòng ngủ này thì tha hồ xả stress và thư giãn sau những giờ làm việc. Ở nơi đây thì có một cái phòng sinh hoạt cộng đồng nha cả nhà. Ở nơi đây thì có thể là kết nối lại với những gia đình lại với nhau nè, cho con trẻ chơi đùa và thư giãn sau những giờ làm việc cùng những cái bàn làm việc và nơi tiếp khách tại nơi đây. Nơi đây một cái tầm view cực kỳ bắt mắt và xịn sò, là một cái hồ bơi cực kỳ thông minh. Và bây giờ mọi người cùng Phước Sửu tìm hiểu thêm về dự án Eco Green này nha. Eco Green Sài Gòn với tâm huyết sẽ trở thành một siêu dự án chung cư, công trình kiến trúc tiêu biểu tại quận 7 và trở thành một cộng đồng văn minh của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Eco Green Sài Gòn nắm giữ những lợi thế to lớn về vị trí và hệ thống tiện ích hiện đại, đặc biệt hé lộ một siêu phẩm shop house khối đế cùng với những sở hữu lâu dài được đầu tư tập trung và bài bản từ thiết kế cho tới những điểm nhấn đặc trưng để tối ưu các lợi thế cạnh tranh. Dự án Eco Green trở thành một biểu tượng mới tại khu Nam Sài Gòn, đã sớm lọt vào thị hiếu của nhiều khách hàng.